Bà nội khỏe bà nội. Hôm tối hôm qua hôm kia vậy có cô ở Hà Nội á, gọi cho xin số bà nội để tặng quà cho mấy bé mà biết bà gọi chưa, ở Hà Nội. Để từ từ tính. Chiều trai hả? À, ở đâu? Đi luôn. Đến đây luôn hả? Rằm hả? Rằm tới. Rằm tới. Còn 2 tuần nữa. Ừ. Là bán bánh xèo chay cho nguyên ngày đó luôn. À. Như vậy là hôm trước là thông báo là ngày rằm là nghỉ, nhưng mà nay giờ đổ bánh xèo chay. Ôi, bánh xèo giờ này đẹp ghê chưa? Tôm lên màu đẹp quá trời quá đất luôn. Chào mừng quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video series của mình. Quay trở lại quay bà nội với mấy bé đổ bánh xèo nha các bạn. Nguyên rồi đó, cái bánh chay đúng rồi. Để mọi người thưởng thức bánh xèo chay. Bữa nay lên tôm lên màu đẹp ghê không? Đồ lam hả? Có chưa? Có rồi, bà đúng không? Ừ. Ừ, hôm qua có đi chùa? Chùa Nghệ Sĩ hả? Ồ, chùa dữ lắm á, chùa lớn lắm á. Thôi mình để cho bé đổ bánh xèo chưa? Đổ bánh xèo mà Hà Anh đổ bánh xèo hư bị chú bị chửi. Coi chú xèo chú bị chửi. À. Do nói là do làm cho Hà Anh mất tập trung. Mất tập trung đâu bà ơi, chú. Hay, Hà Anh vừa tính lắm. bánh xèo cái dĩa cho chị hai à. Vậy là bà nội thông báo là ngày rằm hôm trước á, là ngày rằm là ông bà thông báo là nghỉ, nhưng mà sẽ có cái đem về. Tức là không có ăn tại chỗ nha các bạn, chay nhưng mà không ăn tại chỗ, đem về mọi người. Tranh thủ chứ, hôm qua là không có video là khán giả vô chửi rồi. Nói là sao mà không thấy video đâu hết, mà không thấy thông báo. Trong khi là mình thông báo quá trời luôn rồi. Không, cái không giá. Là hét quá nghe. Bữa nay thấy tự tin rồi đâu. Tự tin là dám dạng dĩ hơn rồi các bạn. Nghỉ luôn. Nghỉ đi về Mỹ. Thôi thề người. Địa chỉ của chúng ta là 21 Tân Bắc, Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. À, số điện thoại của mọi người có thể đặt hàng là 0986804347 nha mọi người. Tối này chắc là tối rồi, một luôn. Cái này gì? Cá không đủ xanh thì cá nó đủ xanh rồi. Giờ giá không đủ xanh thì cá nữa. Nhớ nha, để cho mẹ ăn đi.
YouTuber, YouTuber kìa, dữ dằn. ra nghề luôn rồi đó, nó dữ vậy. Ok. Ba cái đem về một cái không. Là ba cái đem về mà trong đó có một cái không. À là bốn cái nha các bạn. Mình nghĩ mình nhận có ba cái. Đều lên màu đẹp không các bạn? Nhìn đây lên màu đẹp hơn nè. Cái bột này thấy nhìn màu khác nè các bạn. Đúng không? Hai cái đem về luôn. Ông nội này hình như hôm qua ông nội mới đi làm đẹp, thấy tóc ta rồi ấy trẻ hơn 5 tuổi luôn. Sao? Có nhìn là thấy trẻ ra là biết liền. Tưởng ông Việt Kiều nào chứ. Hồi chiều giờ đông không? Hồi chiều giờ đông khách không? Lai ra vậy? Lai ra cho nó khỏi áp lực. Cứ là đều vậy đó. Chứ dồn vô một lượt hơi bị áp lực nha các bạn. Địa vị của chúng ta đó là 21 trên kênh của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Sau một ngày nghỉ ngơi thì quán bánh xèo đã gọn gàng trở lại. Thông báo lại các bạn là bà nội hôm trước là đã thông báo là cái ngày rằm với lại ngày mùng 1 á là nghỉ. Nhưng mà có một số khách á họ có nhu cầu là ăn bánh chay nha các bạn, cho nên là bà nội sẽ đổ chay mà không có ăn tại chỗ, tức là ngày một rồi nha. Ngày rằm á là bà nội sẽ bán đồ chay nhưng mà không có cho ăn tại không có ăn tại chỗ nha các bạn, tức là mang đi thôi. À, một cái phiên bản mới luôn, bánh xèo take away, bánh xèo chay take away. Chào ông nội. Ông nội này trẻ quá ta. Ông nội trẻ là mấy tuổi. Đáng nghiệp nữa. Đỉnh chu luôn. Rồi, mấy bánh chị gái. Bánh xe miền Tây, rau rừng, tôm, thịt, đậu xanh, giá 30.000 cái. Ba cái hả? Ba cái đem về con. Ba cái đem về.
Rau ba cái đem về. Đâu có, lên ký đẹp mà, lên ký nó tròn đẹp mà. Thử 40 hả? Dễ thương nè, đẹp á. Like, 40 ký là like. Anh hỏi nó không có gì, đúng gì. Trời ơi, đúng gì thì sáng rồi, bà nói cái gì kia luôn. 40 ký hả? Ừ. Sao 30 đâu tăng nhanh nè. Hôm trước chắc phải 35, 40 là vừa rồi. Vậy là vừa đó. Năm trước nó 30 à. À vậy hả? Đúng rồi, 1 năm nó phải tăng ký chứ. Không, chú thấy trong vòng 1 tháng này là chắc lên nhiều. Cái gì là mụn mỉm chứ. Mụn, mụn mỉm. Đâu vừa phải với cái mập đâu. Không, tầm tuổi này. Tầm tuổi này là bao nhiêu ký đó được rồi. Nếu mà một tháng nữa lên 5 ký nữa là mệt đó. Nó gọn gàng nè. Hả? Ăn hai cử hả? Không, ăn vặt á, ăn vặt á. Ví dụ như uống trà sữa rồi đó, không nên tăng ký gì lắm á. Trà sữa thiệt không, cái thể trạng của con dễ lên ký hơn là hai đứa này. Hai đứa nhỏ kia là khó khó lên ký hơn. Cái thằng anh không biết rồi. Ừ, nặng hơn bữa ảm thử rồi nặng hơn. Ừ. Nó thằng anh hơn con ký. Thằng anh đó là thằng anh 30 là thằng anh là chị. Còn chị 29 là chị. Em giờ cứ cân ký ai nặng hơn là người lớn hơn tuổi à. Ôi mới tới kìa, bánh xèo tới kìa. Ôi vô luôn. Cả đại gia đình Hà Nội là tiết lộ là anh là thanh ký nha. Rồi giờ chút nữa đặt cái tiêu đề luôn. Bất ngờ hả anh? Bất ngờ hả anh thằng ký trước mặt. Chú đưa cái hình 2 năm trước của Thiếp Hoa đưa với lại hình bây giờ. Đây. Chú nói vậy con cái bằng cái ông ghé nó kìa. Ông mới một tuần ông ghé hay lần á. Kêu Mỹ. Bye hả anh nha con. Dạ. Anh ơi. Chào chú con. Oh. Chú dễ thương quá à. Chú nói chuyện dễ thương quá à. Kia có chú Việt Kiều ở Mỹ này. Trời. Buổi tối bán được. Nó bán đây mấy ngày nay là cái đầu tuần. Cái gần cuối tuần là nó bán buổi tối nhiều hơn. Phải mà dân ngủ mà giờ. Dạ dạ hả? Thì anh đừng nghĩ ăn bánh xèo rồi. Ở đâu gì anh? Mỹ gì hả? Ở nước nào về? Mỹ. Dạ. Hai đứa chồng với đứa con về. Dạ. Về ăn Tết luôn. Dạ. Dạ. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Dạ. Dạ 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 dạ. Đi Mỹ mà năm nào cũng về là nói chung là cũng có điều kiện á, chứ bị đi một lần Mỹ giờ là tới nhiều tiền lắm. Vé về ngàn mấy đô đó. À. Nhưng mà thường thường người ta về là người ta có kế hoạch ta đặt vé trước mấy tháng thì sẽ rẻ. Nhưng mà đi rồi chi phí rồi quà cáp rồi các kiểu. Dạ, chứ
một vé giờ mấy chục triệu. Hả? Sao 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 sao? Ok ok ok. Theo. À, bánh xèo. Bánh xèo. Khách nói chung là cái dịp Tết này có rất là nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài về các bạn. Ghé thăm ăn bánh xèo của Hà Anh. Nó lỡ tay đó. Chi cũ này cũng hơi rồi, cây rồi, khóc rồi, bụi bây giờ mắt chứ đâu khóc đâu. Biết bài hát đó không? Bụi bây giờ mắt chứ đâu khóc đâu. Bộ bị hết bột rồi mẹ ơi. Hết bột bà cố ơi. Hôm nay mấy hàng hết bột luôn rồi. Cho mấy hàng hết bột luôn. Mấy hàng hết rồi, mấy hàng không chưa, mấy hàng hết bột luôn rồi nè. Bên đây hả? Giờ bán của cổ là cứ một việc chiều là mọi người đến là có bánh xèo ăn. Bánh xèo miền Tây, bánh xèo rau rừng nha các bạn, thấy không? Ông nội là bố trí là mấy cái bịch rau sẵn rồi đó, một bịch giả là hai bánh. Cứ là nhiều là nhân rau lên. Rau thì cũng có nhiều loại rau rừng các bạn, có xá xị nè, có cải nè, rồi có lá cóc nè. Rồi có lá dừng nữa, rất là nhiều loại. Ăn rất là hợp khẩu vị với cái bánh xèo miền Tây nha các bạn. Check out. Cái video này mình đang quay ở thời điểm là 6 giờ ngày 12 tháng 1 nha các bạn, năm 2024. Thì bây giờ là tháng bắt đầu ngày mùng 2 tháng chạp rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng là 20 mấy ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới Giáp Thìn nha các bạn. Dịp này thì dịp Tết này có rất là nhiều cô chú ông bà ở nước ngoài đi về nước ăn Tết cùng với gia đình và thăm quê hương, thăm bà con. Nhiều người cũng đi thăm thú nhiều nơi rồi. Sẵn ghế ăn bánh xèo của mấy bé các bạn. Và ông bà nữa. Năm bếp đang lên. Ôi bột lên. Rồi, xoay đi đường này luôn rồi, xoay nè. Đây là chị Thúy nha cả nhà, chị Thúy quay được hết. Ông nội. Rồi, một sao đó là được có nửa xô rồi nè. Quay dữ vậy? Quay dữ hả? Chưa được nửa xô. Bé Hà quê ở Tiền Giang. Thích nghề đầu bếp. Bé Hà quê ở Tiền Giang thích nghề đầu bếp. Thích nghề đầu bếp nha. Gì nữa ta? Sao cho nó vần nhà? Có đầu bếp không? Không có đầu bếp à? Ơ. Không biết làm đâu đầu bếp. Hả? Không biết làm đồ ăn thôi là đầu bếp. À, thích làm đồ ăn thôi đầu bếp hả? Chế biến hả? Trang trí hả? Không biết nấu ăn, chỉ biết đổ bánh xèo thôi đúng không? À, bây giờ bên phía bên showroom xe á. Việc khác là việc gì? Việc chưa biết hả? Nếu mà việc khác đó là bắt buộc là phải mình phải đi học, mình phải có kiến thức. Đây có hai tôm nha mọi người, gọi là bánh xèo tôm thịt. Giá ơi, mấy bánh đây hai chị ơi,
năm cái mang về, năm cái mang về. Năm nay giá là nữa thôi. Năm con, bịch rau 2 rau 3 con. Bịch rau 2 bịch 3. Chọc quay nha. Nói chứ nói cho chị 2 ngày cho bé nó khỏe. Dạ. Phải có ngày stress chứ. Giải stress chứ để làm riết sức đâu đúng không? Quan trọng không? Bé Hà quê ở Tiền Giang. Năm nay 12. Năm nay 13 cũng được. Chứ không vô vòng. Năm nay bé Hà lên 1 tuổi. Mèo. Mèo nó kêu meo meo. Hôm qua chú gặp chú Dũng. Là được phí. Lên làm được phí chơi ạ. Lên trạm thu phí Bình Dương là đi thu phí không ạ? À? Nhiều trạm lắm. Quá trời trạm luôn. Ê, có khách. Mấy bánh nha, mấy bánh anh. Hai cái đem về nữa. Năm cái với hai cái. Ừ. Nói. Ừ. Có cái đề tài gì khác không? Ngồi giống lấy đứng sao đi được. Rồi, hai cái với năm cái trước, hai cái sau. Đúng rồi. Các bạn hồn nhiên mà nó nói chuyện nghe vui nha các bạn chứ bạn. Nhiều bạn nói là bé không tập trung. Tập trung nha. Tập trung đúng không? Quá tập trung. Cuối năm thì có nhiều cơ quan họ tổ chức tất niên ăn uống nhậu nhẹt các bạn, nhưng mà cái mùa này á, dịp này thì bên giao thông họ làm rất là căng, cho nên là nhiều đêm á ngại nhậu, còn nếu mà bữa nào nhậu thì đi ráp về các bạn. Đây mấy chú phạt nặng lắm. Cuối năm cơ quan mình cũng hay tổ chức liên hoan các kiểu, tiếp khách rồi dự tất niên, nhưng mà tránh bớt à. Biết gì hả? Biết chú Hà. Chú Hà chạy xe cười lắm. Chế chú Lâm ơi, nhanh hơn.
chú Long ở địa chỉ của chúng ta là đó nhé, địa chỉ chúng ta là 21 Đông Bắc. No. Đúng hẹn. Hai cái là đúng. Rồi. Các bạn hai cái. Đấy, 5 cái. UTSC. Phải đi hai hướng khác nhau mà là tới cùng một lúc chứ đâu có đi chung đâu. Chú Long ở quận 7, chú ở Bình Dương, hai chỗ khác nhau, xa nhau. Nhưng mà như là có tâm hồn đồng điệu. Rất ngầu. Không có đề tài gì khác ta. Không có đề tài khác anh em, bữa nghe gặp rồi á. Kể qua đi à, cái chùa Hồng Phát to lắm, vô trong vô chúng phải nói là đỉnh luôn á, rộng mà đẹp nữa, chùa đẹp, gần tới người ta trang trí đẹp lắm. 4 bánh đem về hả? Quay chùa hả chú? Lên đến năm nào chúng lên Tết chú có quay mà. Ồ, vì khách vô nhiều đó. Mới có rau rồi nha mọi người, thường thường cô đưa rau trước. Đưa rau trước rồi bánh mới có sao. Thối tiền không cứu chú? Có thối tiền không? Thối 20, thối 40. Ông đưa 100. Rồi bây giờ có bàn bên ngoài nữa các bạn. Lực lượng để khách vô ngồi chạy bàn luôn rồi đó. Sau một ngày nghỉ ngơi cho bà và các cháu nghỉ ngơi giải gọi là xả stress, thì bây giờ là ngày hôm nay được trở lại khách khá là đông nha các bạn. Bên đây cũng cuối tuần luôn rồi, ngày mai là thứ bảy luôn rồi, cho nên là sẽ khá là đông. Thứ sáu mọi người đi ăn bánh xèo. Chào con gái nha, chào hai con gái. Hả? Không sợ lắm à? Nãy không có ông ở chọc người riết. Đây là chú à, chú nhìn tới cười đúng không? Ừ, chú Hà với chú đang mất cười. Chú Hà cởi xe mất cười. Còn chú chú Phương này ngồi xe ngọc ngầu. Bánh đi con. Bánh kia. Mấy chào quý bà cô chú anh chị và các bạn đến với video dự xem trong buổi tối hôm nay. Thì hôm nay là hiện tại em đang đứng tại 21 Đông Bắc, phường Tân Thiện Hiệp, quận 12, các bạn. Đó. Nói chung là rất là đông, bây giờ mới có 6 giờ mấy à các bạn. Thời gian bán á, quý bà cô chú đi mua bốn cái hả? 3 giờ. Bốn cái chờ tí nha, kia có rồi. 3 giờ xèo là 30k. Số điện thoại đặt hàng là 0986804347. Ông bà cô chú chị và các bạn xem video này không cần nhìn số nữa đâu, phục làm rồi.
Biết gì nghe luôn. 2024. Điện quan trọng hả? À, biết rồi, chú có coi mà. Phải vậy, qua qua cô chú bên nước ngoài tặng quà quá trời quá đất luôn. Qua chú có coi. Có coi mà theo dõi hàng ngày luôn á. Theo dõi hàng ngày. Ông nội thì đang xếp cồn ở kia nè, ông bà con chú đang đứng chờ để chuẩn bị bàn ghế ra ngoài các bạn. Tới giờ đây là bây giờ là kèm bánh xèo rồi đó. Giờ là tập trung nha. Cô chú anh khách tập trung nha. Giờ đông khách rồi, đỡ bé tập trung mình là cũng đâu. Bữa nay bình thường mà. Bữa nay bình thường. Bình thường nên là chú vẫn ăn bánh xèo chứ. Rồi. Cập nhật các bạn video mới nhất ngay mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Chào lại các bạn. Ông nội đi vòng trong à. Giờ là video bà nội với cháu. Mình sẽ ngắt video ra video giờ đó hơn 30 phút rồi nha mọi người. Đó, video mới nhất. Giờ bán là 21 13 giờ hàng ngày. Cô có thông báo là bây giờ là cứ rằm giá cô sẽ bán bánh chay, nhưng mà bán mang đi nha. Gọi là bánh chay, bánh xèo chay mang đi chắc là quay á. Chứ không có bán tại chỗ. Hôm trước cô có thông báo là hai ngày nghỉ trong tháng, nhưng mà bây giờ có một số thay đổi nhỏ nha các bạn. Rồi. À, tức là ngày chay bán luôn hả bà nội? Ngày chay bán bánh xèo chay hả? Dạ, ok. Chỉ là ngày chay đổ bánh xèo chay cũng được. Cũng hay. Dạ. Đúng rồi. Bánh xèo chay cho từ thiện nha các bạn. Chứ không phải là nãy mình nghe chưa có rõ nha mọi người. Bánh xèo chay cho từ thiện. Là từ thiện. Làm từ thiện. Ủa làm từ thiện à, bà nội? À, tức là ngày rằm với ngày mùng 1 á. Nhưng mà bà nội làm trong mấy tiếng đồng hồ thôi. Trong 3 tiếng. Mang về. Mang về chứ không ngồi tại chỗ nha. À. Bởi vì ngày đó bà nội làm để 1 giờ đến 3 giờ thôi, còn để nghỉ ngơi. Một thông báo nhỏ đến cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nãy mình nghe không rõ cho nên bây giờ là nói lại các bạn ha. Là bánh xèo từ thiện. Từ thiện. Và cái khung giờ là từ 1 đến 3 giờ ngày đó ra. 13 giờ cho đến 15 giờ thôi. Ngày rằm đó. Dạ, ngày rằm ngày mùng 1. Và chỉ bán mang đi. Và chỉ mang đi chứ không có ăn tại chỗ nha các bạn. Không có ngồi tại chỗ. Ừ. Biết cái gì luôn hả? Hả? Chú Hà với chú Lâm sao? Ồ, bánh xèo bữa nay đẹp quá ta. Rồi. Bánh xèo đẹp không? Đẹp. Bữa nay không. Liện con gái liện bánh xèo bữa nay. Đổ tròn vành không? Đầy vành luôn. Rất là kéo luôn. Bánh xèo rất là đẹp. Hấp dẫn lắm. Thơm quá luôn ông bà của chú Lâm. Ăn chứ. Ăn chứ. Chút nữa ăn bánh xèo chứ. Bánh xèo chứ. Rồi các bạn nha, các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo.